Vâng, em chào các anh. Em test bàn giao cái con Equai Kenwood GE710 cho anh khách. Anh đã lấy cái con Equai này nhá. Đấy, ở nhà anh thì là anh dùng là qua cái giải mã đúng không? Đấy thì anh sẽ kết nối như sau cho em này. Đấy, con Equai, con Equalizer này nhá, thì nó sẽ là đường out được in nằm bên này nhá. Ok, ngoài đường out được in nằm bên này nhá. Đấy thì anh muốn kết nối này. Anh kết nối như sau cho em này. Cái đường quang từ trên giải mã anh đưa vào đây, được chưa? Từ đường out của cái giải mã anh sẽ lấy một cái dây AV. Đấy, anh đưa xuống dưới đường in của cái âm đi là cái đường bên này nhá, của cái Equai đường bên này nhá. Cái đường này nhá. Đấy, và từ đường bên này anh đưa xuống dưới âm đi nhá. Đấy, nó sẽ ra tiếng ok không ạ? Đấy, và anh muốn tận dụng cái đổi nguồn để anh cắm con CRS1 mà nó không bị tốn thêm đổi nguồn nhá. Thì anh cắm cho em này. Đây. Anh lấy cái nguồn từ cái anh lấy cái dây nguồn từ cái giải mã anh cắm vào cái đít của cái Equai này, xong từ cái Equai anh cắm xuống cái đổi nguồn của anh nhá. Cái Equai này nó chỉ dùng mất 10W thôi. Nó chỉ dùng mất 10W thôi nên là nó sẽ không ảnh hưởng gì lắm đến cái đổi nguồn cả. Ok không ạ? Đấy, sau khi xong thì là đây. Đây anh sẽ thấy là nó có trên cái Equai này. Đấy, thì bây giờ mình chuyển input sang đường quang này. Đấy, thì nó sẽ có tiếng ra này, anh thấy không? Đấy nha, đơn giản vậy thôi. Trên đây thì là có hai đường nha, tape và line nhé. Thì anh ấn tên line cho em nhé, ấn chữ line cho em nhé. Đấy. Thì nó sẽ ra tín hiệu như này, còn nếu ấn tape nó không có tiếng đâu. Đấy, đấy chưa, phải chuyển sang line nhé. Đấy, và muốn có tác dụng của Equai thì phải anh ấn chữ effect nhé. Đấy. Đấy. Anh thấy không? Không Equai này. Có Equai này. Và anh có thể điều chỉnh cái mức dâng của đèn ở đây nhá. Đấy. Cái S Enable này ít hay nhiều này. Đấy. Ok mà. Và đây có một beat play để có thể là để cho nó dâng nhạc hoặc không dâng nha. Đây. Ok mà. Còn ở đây bên cạnh này sẽ có các cái nút này, nút 60, 150, 400, 1K ở hàng dưới này để giảm nhé, là để giảm. Đấy, và nút hàng trên này để tăng này. Đấy, các cái giải 50, 60, 150 và 400 là các cái giải để nâng bass này. 1K và 2.4K là sẽ giải nâng giải trung này. 6K và 15K là các cái giải để nâng giải tép này. Đấy, thì anh sẽ theo tay nghe của anh nâng sao cho nó phù hợp nha này. Equai anh chạy ok nhá, chạy bình thường nhá. Đấy. Đấy. Đấy, bàn giao xong cho anh rồi. Bây giờ nát thì là anh khi nào anh qua thì là em chỉ có gói và đưa ra bến xe cho anh thôi. Ok anh nhá. Vâng.